Vào cuối tuần qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã phát hiện và tịch thu 3.500 pounds, tương đương 1.588 ký cần sa tại thành phố Miami Beach, tiểu bang Florida. Vụ việc lần này là một phần của hoạt động chống buôn lậu ma túy mang tên Mateo, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là cây búa, được phối hợp bởi hải quân, lực lượng tuần duyên và nhiều lực lượng an ninh khác của Mỹ. Theo đài WTVJ, chi nhánh của hãng thông tấn NBC, lực lượng tuần duyên Mỹ đã đuổi theo một chiếc thuyền khả nghi, được cho là thuyền của bọn buôn lậu. Những kẻ buôn lậu đã ném cần sa xuống biển để phi tang, và lực lượng tuần duyên đã thu hồi được 89 kiện cần sa trong số đó. Tuy nhiên, bọn buôn lậu đã không bị bắt giữ. Theo các viên chức của lực lượng tuần duyên, số cần sa nói trên trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Đài WTVJ cho biết, các kiện cần sa được đánh tên là đường nâu, sản phẩm của Jamaica. Hiện vẫn chưa rõ bọn buôn lậu là ai và đến từ quốc gia nào. Cũng theo đài WTVJ, kể từ tháng Giêng năm 2012 tới nay, hoạt động chống buôn lậu ma túy Mateo đã tịch thu 32 triệu đô la Mỹ cần sa và hơn 5 tỷ đô la Mỹ cocaine.